Qua lên về lớp nhìn gì mà dân mạng liên tục réo gọi Hoa hậu Thủy Tiên. Dân tình vẫn miệt mài đẩy thuyền Quang Linh và Thủy Tiên. Quang Linh Vlog và Hoa hậu Thủy Tiên là một trong những cặp đôi được cộng đồng mạng đẩy thuyền nhiều nhất sau một dự án thiện nguyện cùng nhau. Không quá khi nói rằng đây là chiến hạm manh động nhất, vì hễ cứ có động thái nào bất thường là đối phương đã ngay lập tức được gọi tên. Trong dự án thiện nguyện tại châu Phi, không ít những bức hình của Quang Linh và Thủy Tiên được chụp lại vì quá đẹp đôi nên cộng đồng mạng liên tục đẩy thuyền. Chẳng nói đâu xa, mới đây nhất khi Quang Linh Vlog có chuyến bay về Việt Nam cùng đoàn đội của mình, ngoài dành sự quan tâm về lịch trình cho chàng trai xứ nghệ này, cộng đồng mạng còn liên tục nhắc đến Thủy Tiên dưới mỗi dòng trạng thái Quang Linh đăng tải trên mạng xã hội. Hay ngay trong chiếc clip nhìn xa xăm được quay bởi thuyền trưởng Tiến Nguyễn, một người bạn của Quang Linh cùng dòng caption, anh mơ về những kỷ niệm, tim qua đường nhanh tay tát Hoa hậu Thủy Tiên, dù khi đó Quang Linh chỉ đang nhìn chiếc cầu tình yêu và khách du lịch ở thành phố Đà Nẵng. Không ít người còn trêu đùa rằng Linh đang mơ về những kỷ niệm hay mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong nhà cô Tiên. Ngoài ra, dân tình còn phát hiện được một chi tiết về hình nền của Quang Linh và đoán già đoán non rằng rất giống ảnh của Thủy Tiên chụp ở Hà Giang. Chưa ai xác thực được điều này nhưng lại chính là dấu hiệu khiến hội những người đẩy thuyền thêm thích thú. Ngoài ra, trong chuyến về Việt Nam lần này, không ít khán giả mong chờ màn hội ngộ giữa chàng trai xứ nghệ và Hoa hậu Thủy Tiên. Tuy nhiên, có lẽ vì đang bận rộn thực hiện dự án cá nhân nên nàng hậu chưa thể sắp xếp ra đón và gặp gỡ các thành viên team châu Phi. Được biết, thời gian qua, Thủy Tiên đã thực hiện dự án Nông Dân trong tập mới nhất. Nàng hậu đi làm công 20.000 đồng trên một giờ, xúc động với thành quả lao động